4 lý do tin U23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt trước Myanmar. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có những ưu thế nhất định trong mục tiêu đánh bại Myanmar ở lượt trận thứ tư bảng A SEA Games 31. Thứ nhất, thành tích đối đầu gần đây. U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế so với Myanmar với 4 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau thời gian gần đây. Tại vòng loại U23 châu Á 2022, chúng ta đã đánh bại những chú sư tử với tỷ số 1-0 bằng pha lập công của Hồ Thanh Minh. Trên sân Việt Trì Phú Thọ, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng khiến đối thủ phải thất vọng bằng thắng lợi 2-0 tại trận giao hữu vào năm 2019. Những kết quả này mang lại sự tự tin cho U23 Việt Nam trước cuộc gặp gỡ vào tối nay. Với dàn cầu thủ như hiện tại, thầy trò ông Park được kỳ vọng sẽ mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ nước nhà. Thứ hai, Myanmar có điểm yếu. Dù đã giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, nhưng U23 Myanmar bộc lộ không ít những nhược điểm trong cách chơi. Họ khá yếu thế ở khâu chống bóng bổng và các pha bóng cố định. Hai bàn thua trước U23 Timor-Leste và tình huống để Philippines rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho thấy rõ điều đó. Ngoài ra, đoàn quân huấn luyện viên Veliza Popov thường để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự do cự ly của các trung vệ không thật sự đảm bảo. U23 Việt Nam nên khai thác tử huyệt này để tìm bàn thắng. Đó có thể là những pha rót bóng có điểm rơi tốt của Nguyễn Hoàng Đức cho các tiền đạo, phía trên chiếm lĩnh không gian dứt điểm quyết đoán. Các tình huống đánh biên rồi tạt bóng vào trong, tận dụng khả năng chơi đầu của Nguyễn Tiến Linh hay Nhâm Mạnh Dũng cũng xem như phương án để tạo ra sự khác biệt. Thứ ba, tình thế buộc phải thắng. Cục diện của bảng A khá căng thẳng bởi có đến 4 đội cạnh tranh quyết liệt cho vé đi tiếp. U23 Myanmar đang dẫn đầu với 2 trận thắng, trong khi Philippines và đội chủ nhà Việt Nam xếp 2 vị trí tiếp theo với 4 điểm trong tay. U23 Indonesia cũng vừa đánh bại Timor-Leste ở lượt đấu thứ 3. Với tình thế như hiện tại, U23 Việt Nam buộc phải có 3 điểm nếu muốn nắm trong tay quyền tự quyết trước lượt đấu cuối cùng khi chỉ gặp đối thủ yếu Timor-Leste. Nếu không thắng, đoàn quân của thầy Park sẽ mất đi lợi thế. Do vậy, những chiến binh sao vàng sẽ bung sức để hoàn thành mục tiêu. Thứ tư, lợi thế thể lực và sân nhà. U23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn đối đầu U23 Myanmar. Họ được nghỉ nhiều hơn đối thủ 2 ngày. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã trực tiếp đến sân theo dõi những chú sư tử đối đầu The Ascan để tìm ra giải pháp đối phó. Đội chủ nhà sở hữu lực lượng nhỉnh hơn với nhiều cầu thủ từng tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nên nhớ rằng chúng ta vẫn chưa thua trước những đại diện trong khu vực mỗi khi chơi trên sân nhà dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên tại Việt Trì sẽ tiếp thêm nguồn sức mạnh cho U23 Việt Nam vượt qua thử thách sắp tới.